Xin chào anh em nhá. Đây, lên anh em một video này. Bên tay trái là em Mồi, còn bên tay phải em Mộc. Em Mộc thái độ chơi rất tốt, máu đá lần. Đấy, chơi với Mồi cứng luôn. Em Mộc về ngày mùng 10 tháng 12. Cầu cánh mỏ được ok. Đang ăn hiệp đồng hai dưỡng, chân tay móng võ đầy đủ. Anh em lấy thêm bất kể một cái gì cho được 500.000, tặng anh em kèm một đôi giày thể thao tùy chọn. Màu mẹ cỡ 2. Tất cả các đơn hàng anh em mua trên 500.000 được tặng một đôi giày anh em nhá. Con Mộc chơi rất tốt. Đấy, anh em thấy không? Ui giời. Mộc đấy. Con trái Mồi nhá. Về ngày 10 tháng 12. Chưa được 1 tháng. Ăn thịt đồng nai dưỡng. Chim thái độ rất tốt, anh em gột mồi rất ok. Anh em cần thì mời anh em qua quán. Anh em ở xa thì alo em ship tận nhà. Thái độ bướng không? Em thấy thái độ đứng bướng không? Chả sợ gì cả. Ý, vẫn chơi luôn.